Nếu như các bạn nói cơn đau do việc nhổ răng khôn nó gây ra cho chúng ta một, thì chắc chắn là cơn đau do răng khôn bình thường nó đang dằn vặt bạn hàng ngày, nó sẽ đau 10. Thực tế là như vậy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi là nhổ răng khôn có đau hay không. Hãy đồng hành cùng Victoria và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào mọi người, rất nhiều bạn đang hỏi là nhổ răng khôn có đau hay không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải đáp cho câu hỏi đó. Dĩ nhiên rồi, nhổ răng thì chắc chắn là sẽ đau nha. Nhưng mà đau ít hay là nhiều là do cái tình trạng cơ địa của từng người và do cái quá trình tiểu phẫu ra làm sao thì chúng ta hãy cùng làm rõ. Phải thống nhất là khi mà chúng ta nhổ răng có nghĩa là chúng ta đang loại bỏ một phần của cái cơ thể của chúng ta đó. Bởi vì răng nó cũng là mọc từ cơ thể của chúng ta mà. Khi mà chúng ta loại bỏ nó tạo ra một cái vết thương hở, và chính vì vậy nó có thể gây đau. Các bạn cứ thử tưởng tượng hình dung như là chúng ta bị đứt tay một chút thôi, các bạn đã cảm thấy đau rồi đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta đang nhổ bỏ một chiếc răng đi thì dĩ nhiên cảm giác nó sẽ có. Đấy, còn nếu như mà ai mà nói nhổ răng không đau là nói phét nhá. Tuy nhiên có một điểm các bạn cần lưu ý là khi mà chúng ta nhổ răng khôn thì bác sĩ sẽ gây tê, nên là quá trình nhổ răng gần như bạn không cảm nhận được cái cảm giác đau. Chỉ hơi nhói nhói một chút cái lúc mà bác sĩ bắt đầu gây tê thôi. Đó, sau đó bạn sẽ trải qua một cái cuộc nhổ răng một cách rất nhẹ nhàng, chắc chắn là như vậy. Và câu chuyện là sau khi chúng ta nhổ răng xong thì sao ạ? Sau khi chúng ta nhổ răng xong thì bác sĩ sẽ kê một cái đơn thuốc bao gồm một thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau. Còn tuy nhiên đau hay không là do cơ địa của từng người đấy nhá. Có những anh chị nhổ răng xong chúng ta không có cảm giác đau, ăn uống bình thường. Còn có những anh chị thì hơi đau một chút, tuy nhiên có anh chị là đau khá nhiều. Đó, bởi vì do cái quá trình chúng ta nhổ răng có độ khó nhất định, nên là khi mà bác sĩ nhổ cần phải có lực tác động nên là nó có thể xâm lấn một chút. Đấy, thì về chúng ta có thể đau mất một ngày, nhưng mà sau đó bạn uống thuốc giảm đau là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và chắc chắn với bạn một điều rằng là cái cơn đau do cuộc nhổ răng gây ra nó chỉ đau một lần và nó không đau hơn so với việc là các bạn bị đau răng hàng ngày đâu. Bạn nào đã từng bị đau răng khôn rồi thì có thể comment xuống phía dưới xem là cái cảm giác nó như thế nào, thì cái cảm giác nhổ răng nó sẽ nhẹ nhàng hơn gấp 10 lần như vậy nhé.